Vâng, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón trên sân khấu sự hiện diện của 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc. Và chúng tôi xin được kính mời đại diện các hợp tác xã lên sân khấu. Xin được chúc mừng Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Nông nghiệp Phú Thạnh, Hợp tác xã Dịch vụ Khai thác Thủy sản Quyết Thắng, Hợp tác xã Đồng Tiến, Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Mì Chũ Nam Thể, Hợp tác xã Yến Dương, Hợp tác xã Đức Lân, Hợp tác xã Bò Sữa Bến Tre, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Kim Long, Hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc An, Hợp tác xã Trồng và Sản xuất Măng Tre, Hợp tác xã Thanh Long Thuận Tiến, Hợp tác xã Tân Phát Lợi, Hợp tác xã Đông Anh, Hợp tác xã Khiết Tâm, Hợp tác xã Công nghệ Cao Mặt Trời Việt, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Thăng Bình. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung hội Nông dân Việt Nam sẽ lên sân khấu để tôn vinh các hợp tác xã. Quý vị, 63 hợp tác xã tiêu biểu trên cả nước không chỉ xuất sắc trên mặt trận nông nghiệp mà còn thể hiện rõ nét tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực tham gia vào chuyển đổi số, phát minh sáng kiến, kinh tế hợp tác, mang lại những bước tiến cho nông nghiệp Việt Nam trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ nán lại sân khấu để tiếp tục vinh danh các hợp tác xã. Xin được chúc mừng Hợp tác xã Nông nghiệp Buôn Choa, xin được chúc mừng Hợp tác xã Hồng Phước Nà Tấu, Hợp tác xã Liên kết Sản xuất và Tiêu thụ Nông sản Sạch Thanh Bình, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Thới, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm, Hợp tác xã Minh Quang. Xin chúc mừng Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Rau hữu cơ Công nghệ Cao Cuối Quý, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Mục Đồng, Hợp tác xã Chế biến và Kinh doanh Hải sản Hoa Linh Chi, Hợp tác xã Nông nghiệp. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các hợp tác xã tiếp theo. Và chúng ta sẽ tiếp tục tôn vinh các hợp tác xã. Xin được mời Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thế hệ mới Đắc Ma, Hợp tác xã Nông dân Thanh Hoa, Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Hồng Vành Khuyên Nà Mò, Hợp tác xã Trái Tim, Hợp tác xã Tâm Hợi. Xin được chúc mừng Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ Trái cây Mỹ Đức, Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Cây Trôm, Hợp tác xã Nấm và Tiểu thủ Công nghiệp Tuấn Hiệp, Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại và Nuôi trồng Thủy sản Gia Hòa, Hợp tác xã Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Diêm Nghiệp xã Quỳnh Minh, Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Muối Khánh Nhơn, Hợp tác xã Trẻ Cẩm Mỹ, Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Tổng hợp Đồng Zin, Hợp tác xã Sản xuất Nấm sạch và Kinh doanh Nông nghiệp Tuấn Linh, Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào và Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Nấm Đức Nhuận.
Tiếp theo chúng tôi xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện các hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến, hợp tác xã nông sản Khe Xanh, hợp tác xã nông ngư 14 tháng 10 ấp Hòa Nhờ A, hợp tác xã sản xuất và kinh doanh chè Tân Lập Mộc Châu, hợp tác xã Máng Cầu Thành Tân, hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp, hợp tác xã chè La Bằng, hợp tác xã dịch vụ và nuôi trồng thủy sản xã Quảng Chính. Xin được chúc mừng hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ Phú Quế, hợp tác xã chăn nuôi ong Phong Thổ xã An Khang, hợp tác xã nông nghiệp Quảng Thọ 2, hợp tác xã nông nghiệp Phát Tài, hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt, hợp tác xã nấm Tam Đảo và hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam. Thưa quý vị, năm nay là năm đầu tiên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và thành lập. Lần đầu tiên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ ngành bình chọn các hợp tác xã tiêu biểu do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn. Đồng thời, việc bình chọn, biểu dương, khen thưởng những hợp tác xã làm ăn hiệu quả tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Hội Nông dân. Và chúng tôi xin được kính mời đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Lưu Quốc Đoàn sẽ chụp ảnh lưu niệm cùng với đại diện 63 hợp tác xã tiêu biểu. Kính thưa quý vị, và trên sân khấu lúc này là sự hiện diện của 63 hợp tác xã tiêu biểu. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng và vinh danh họ. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Lưu Quốc Đoàn. Và một lần nữa xin được chúc mừng 63 hợp